Em hỏi anh nó hơi tế nhị chút xíu ha. Dạ. Tại em nghe người ta nói thôi. À. Em nghe mọi người xung quanh có một vài người nói thôi. À. Là người ta bảo là bé này là con, có con là con của anh. Không phải, nó chỉ bệnh á, nó nói không phải. Đó, anh hỏi nó đây. Nhưng mà sao người ta lại nói là bé này là mẹ. Người ta nghi ngờ vậy đó. Người ta nghi á hả? Ờ, người ta nghi ngờ cái miệng người ta nói gì. Cha ghẻ mà ở với con ghẻ. Hỏi vậy nè. Người ta nghi ngờ vậy đó. Không lẽ người chồng tôi ở, không lẽ ở với con tôi. Không lẽ ăn. Tôi đâu phải tôi chồng. Ta gặp nó nói thẳng hoài vậy, tôi hôm nay mấy bà nói bậy rồi sau này mấy bà đừng có trách đó. Ừ. Bây giờ nếu muốn biết thì chỉ cần xét nghiệm là biết à? Để là cứ báo không biết báo ai với liền à. Ừ. Chứ đừng có những cái. Nhưng mà khi mà chị ra đường mà chị nghe người ta nói là chồng mình ở với con gái mình ấy thì chị có nói gì không? Mến chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình đi ngang qua cái gầm cầu ở đường đi về miền Tây. Thì khi mà đi ngang qua cái cặp vợ chồng ở dưới gầm cầu cùng một đứa con gái này các bạn, thì ghé lại quay cũng như chia sẻ cho mọi người biết về cái hoàn cảnh của gia đình khá là kỳ lạ này. Đang kiểu ngồi hóng gió hay gì đây. Gia đình này sống ở gầm cầu khá là lâu rồi các bạn. Đang ngồi hóng gió hay làm gì đó? Đang ngồi hóng gió hay làm gì á? Ồ, con nước uống luôn ha. À. Bữa nay vẫn không thay đổi gì ha. Bữa nay là chỉ có 3 người ở đây thôi đúng không? À, còn người mấy người kia đâu? Biến hết rồi. Biến hết rồi. À, quay đi quẩn lại là chỉ có hai vợ chồng với đứa con này thôi. Ủa đây là con đó hả? Đó này con. À. Chị ra đây ngồi vậy đó hả? Ờ, chị ra đây ngồi, gió mát, không cây nè. Là hai vợ chồng này sống ở gầm cầu được bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi? Là hai mươi mấy năm sống ở gầm cầu? À, lúc làm công nhân cầu này nè. Có nghĩa là ngày xưa khi anh làm cái cầu này, làm công nhân ở cái cầu này rồi biết cái cầu này là nó hai cây là ngoài kia cây nữa. À, rồi bắt đầu là xuống gầm cầu ở luôn. À. À, anh tên gì? Tên Dũng. Anh Dũng hả? À. À, anh nhiêu rồi? Năm nay 52 tuổi rồi. 52 tuổi. À. Cả gia đình mình là ở với gầm cầu hết hả? À, cả ba người ở với gầm cầu hết trơn. Anh tên Dũng không, chị tên gì? Tên Huệ. Huệ, còn con gái? Thấm, tên Thấm. À, tên Thấm. Mà còn ai nữa không? Không, hết rồi. Chị bao nhiêu tuổi? Chị bao nhiêu tuổi? 45. 45 tuổi rồi. 45, còn con gái? 27 tuổi. Mấy? 27. Em thấy hình như giống người đang có bầu á. Ờ. Ủa? Bầu hả? Nó bị ta hại nó vậy đó. Lâu chưa? Lâu rồi, cả tháng mấy hai tháng rồi. Ừ. Ai biết ai không? Không. Biết ai, luôn biết ai là ai? Biết ai đâu, ông nội tôi biết. Hôm đó đi chơi á. Hôm đó như thế nào? Hả? Hôm đó đi đâu mà để cho nó đi quanh kia nó chơi bệnh. Ừ. Qua chơi bên đó. Có nghĩa là nó ở nhà một mình đúng không? Nó đi qua bên kia chơi. À. Rồi anh chị là đi làm à? Không biết ai luôn. Không biết ai đâu. Có báo công an không? Không báo chị. Không biết ai thì sao báo công an được? À, bé gái nói chuyện được không? Nói chuyện được không? Rồi là hôm nay đi đâu mà để người ta làm cho có bầu? Đi chơi hả? À. Rồi cái người mà làm có bầu đó là người này tên gì? Không biết tên. Không biết tên hả? Lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Hả? Bao nhiêu tuổi? Nó nói là có vẻ nó nói lại là bao nhiêu tuổi không? Cái người, không. Cái người mà làm cho em có bầu là bao nhiêu tuổi? Không biết. Nhìn mới có 27 tuổi mà nhìn già hơn cả mẹ luôn. Hay là do có bầu còn nghén nó vậy? Thì nó có bầu vậy đó. Là đây là con ruột anh luôn hả? Con của vợ. Con của vợ. À. Có nghĩa là anh chị là giống kiểu là gặp nhau ở với nhau thôi đúng không? À. Còn đây là con riêng của vợ chứ không phải là con của anh. Rồi hai anh chị là có con riêng không? Không. Ừ. Là sao không kiếm đứa nữa? Kiếm chi khổ chết rồi kiếm gì nữa? Ai cũng đẻ được. Tôi đẻ không được. À.
Bây giờ nhỏ này nó có bầu rồi, rồi mà bây giờ lo nuôi nó thấy bà nội nè. Có nghĩa là giờ là phải nuôi cả vợ và cháu nó đúng không? À. Ừ. Cả con riêng của vợ nó ha. Nuôi cháu ngoại thấy bà nội nè. Hả? Nuôi với nó là có con. Có nghĩa là do anh hay do chị? Hả? Do nó không cho có bầu rồi sao rồi ấy được. Có nghĩa là chị không muốn có bầu cho nên chị không để hả? À? Ừ. Khổ quá sao dám để. Anh ở dưới làm cầu bao nhiêu năm rồi? Hai mươi mấy năm trời rồi. Lúc làm cầu này nè. Lâu dữ lắm vậy hả? Nhà cửa đâu, đất đai đâu? Không có đất, đất của nhà nước. Rồi tôi nhà là ông già ở trong kia cũng đất nhà nước nữa. Rồi em nghe nói chị với lại bé gái này là bị chậm chậm đúng không? Chị cũng chậm nữa. Đúng không? Chậm hơn ta đúng không? Rồi hai vợ chồng không có còn người thân nào hết hả? Không, ông già chết hết. Ông già tôi chết. Bên nhỏ này còn. Rồi chiều như vậy là đi ra đây ngồi vậy đó. Ngồi đây chơi với hứng gió. Có đi làm mà bây giờ hết chuyện làm rồi mới về. Mới về là tay nước này dò nước sơn nè. Là bị gì? Dính nước sơn. Đây nè, sát bên hẳn nước đá đó. Dắt em vô nhà được không? Được. Đi cả nhà vô nhà đi. Đi vô, bỏ đi. Để tìm hiểu hoàn cảnh mới biết em là bé là bị. Bé vô luôn bé. Cả gia đình sống ở gầm cầu các bạn. Trời ơi, ngồi chắc tầm lum hết hơn. Nồi thuốc mà để đây. Quần áo này. Không chịu nói chuyện gì hết trơn ha. Cả nhà ngủ chung một giường luôn hả? À? Sao không dọn dẹp gì hết trơn? Trên bát nồi niêu này. Để chịu dọn dẹp lên thôi, quá vậy? Trời luôn rồi. Sao không đau, dọn dẹp lại? Nó đau, không dám còn dẹp nổi đâu. Đau rồi, nó đau rồi. À, dưới này là dưới cái dạ cầu nha cô chú anh chị. Này là cái cây cầu bắc ngang, xe cộ đang chạy trên này nè. Rồi vợ chồng chia mẹ, đồ ở dưới đây. Nào muốn ngồi này nè, thờ dưới đây luôn nè. Thờ Có bàn thờ rồi nó nè, treo quần áo tùm lum nè. Tủ đồ. Rồi, gia đình nhà mình ngủ sao? Thì nó ngủ như này, tôi hai chồng ngủ như này. Có nghĩa là hai vợ chồng là ngủ ở trên, là bé gái là ngủ ở dưới. Cái bé này là có bầu được bao nhiêu tháng rồi? Không có nên đấy, mẹ con đấy con hai không biết gì tháng gì chưa có xem lại nữa. Không có đi, không đi khám đúng không? Nhưng mà không biết cha đứa bé là ai. Không. Tiền đâu mua? Tối vợ chồng ngủ sao đâu? Đây nè. Cái giường này hả? Bé này thì trải cái nệm không ngủ đây. À. Bé ngủ dưới đó. Anh chị thì ngủ trên giường. Đây là dán. Thì ở dưới dán, dưới đó. À. Rồi, bé này là có bị bệnh gì không mà nhìn nó bị bẩm sinh đó, đáng ra rồi. Bị cái gì bẩm sinh? Nhỏ đó luôn. Mà đẻ ra nó giờ luôn. Anh vô giữa anh ngồi đi anh. Anh vô giữa anh ngồi đi, chị xích qua anh xíu. Thắm đi qua đây nè con. Qua đây nè. Anh ngồi giữa đi, anh ngồi giữa. Mình ở đây hai mươi mấy năm rồi, sinh hoạt tạm bợ vậy đó. Rồi đi vệ sinh tắm rửa rồi như thế nào? Hay xuống sông. Xuống sông. À. Rồi giặt đồ rồi dưới sông hết. Ui. Ăn nước sông, uống nước này sông. Dán bị mục hay gì vậy? Bị mục rồi, giờ không có tiền sửa nữa. Của người ta cho nó đó. Ui. Gì đến hồn. Hết hồn. À. Đấy chơi bút bê này. Của nhỏ này lụm về để vậy đó. Ừ. Giật mình á. À. Tưởng em bé. Đâu không. Em bé đâu đó. Nhà cửa phải dọn dẹp lại chứ, mình ở gầm cầu nhưng mà phải dọn lại mình mới. Em ở nhà đau muốn mà hôm nay bao nhưng mà nó đau. Nó lạnh luôn á. À, cho em hỏi thăm một chút á, là anh chị gặp nhau như thế nào? Hay đi chơi gặp vậy đó. Chơi gặp ở đâu? Ở đình Vĩnh Hành ở trong á. Ừ. Là lúc đó là anh đi xong anh gặp chị hả? Rồi lúc đó là chị đã có con rồi đúng không? À. Ừ. Rồi làm sao mà anh đưa được hai mẹ con về đây? Thì lúc đó là sống trong gia đình chồng chứ đâu có sống ngoài này. Ừ. Có nghĩa là từ lúc có vợ mới có con riêng đây, bắt đầu mới ra ngoài riêng. À. Ừ. Ra ở riêng cho nó thoải mái đúng không? À. Cái này là ông già ruột nè. À. Nhưng mà anh biết là chị bị bệnh. Lúc đó là bé này là cũng bệnh rồi. À.
mà sao mình vẫn thương chị? Thì thấy nó có mình anh nè. Nó đi mình anh nè, bây giờ thấy không ai đi theo nó chứ. Rồi mới thấy vậy thôi ở luôn. Tội á hả? Ừ, tội lắm. Còn chị thương anh làm sao? Thì ông thương ông ở với nhau. Ông lo này gì kia cho tôi, mẹ lo luôn. Thấy anh lo cho chị, cho nên là thương luôn. Dạ. Rồi bé này có biết gì không? Không biết gì. Biết mẹ gì đâu. Có biết tự sinh hoạt không? Không luôn. Tắm rửa ăn uống như thế nào? Thì nó cũng ăn uống được, mà tắm rửa là tắm được. Tắm rửa là tự tắm được. Ờ. Ăn uống là cũng tự ăn được. Vậy mình lo cho những cái gì? Những cái gì đó nó không biết đó, mình mua cho nó. Rồi ăn rồi nó không biết mua đó, mình mua cho ăn rồi ăn đó. Đưa tiền nhiều quá nó không biết. Có thường hay nói chuyện không? Ít lắm. Nhưng mà mình dặn dò là bé hiểu không? Hiểu, nó hiểu, nó hiểu được. Hiểu sao mình không dặn dò là ở nhà là phải tránh né những người lạ này kia? Mà nó không chịu. Tôi dặn dò rồi, tôi đi qua anh kia tôi làm. Mấy con ở nhà mẹ thì đầu ra mình đi bắt tiền nó luôn, không mấy nó luôn. Dặn rồi đó. Đợt đội đi ở mướn rồi, đợt đặt mà cái gì đợt mình cho nó ăn chứ phải là mà thấy đâu. Chị phát hiện là bé nó có bầu lâu chưa? Lâu rồi. Này là nhỏ giờ thành 6 tháng như vậy. 6 tháng? Làm gì đó 6 tháng, nhìn nó còn nhỏ mà. Ừ. 6 tháng bao nhiêu tháng rồi? Này nó mơ mà lần cái làm đấy mình nó có thai chứ chưa nó tháng lại chứ. Chưa biết là mấy tháng, chỉ biết là có thai thôi đúng không? À. Ừ. Mà bộ không có tiền bạc gì hết hay sao mà. Trời ơi, có tiền có bạc khổ rồi chứ, có tiền bạc rau còn có tiền uống. Giờ bà... còn được bao nhiêu tiền? Trời ơi đây nè, còn có nhiêu đây nè. Còn nhiêu đây nè. Để tính đưa nó tự sáng giờ mà. Giờ tôi giữ đâu. Nè, còn có nhiêu nè. Không giữ đó. Hai mấy ngàn hả, có nhiều. Hai mấy ngàn đây. Nó không giữ nó, tôi không giữ được mà đâu, không giữ được mà. Này là còn khoảng được 30 ngàn. Ừ. À. Ừ. Không giữ 30 ngàn đó là ăn không trong giữ mấy không, ngày không, đâu. Không giữ được mà đâu. Ừ. Không mua gì ăn đâu. Trong mấy ngày. Thì để dành đi chứ đâu ăn uống vậy. Rồi cơm nước mình mua như thế nào? Không có, gạo thì người ta cho, mình nấu mình ăn. Ừ. Rồi đồ ăn. Đồ ăn thì mình như đi sinh hoạt mình đi câu cá. Câu cá dưới sông nè. Câu dính con nào thì đem về kho quẹt kho queo ăn. Rồi lần trước là có thêm một bà nữa, mấy một thằng cu nữa đâu rồi? Đừng hỏi mấy người đó nữa, giờ nó biến hết rồi. Sao vậy? Nó phản rồi, nó lấy hai cái máy điện thoại rồi đi rồi. Mà cho nó lấy giờ đi luôn. Lần trước là có thằng cu đến nó ở đây cùng mấy anh chị. Con đó là con nuôi. Con nuôi hay là con của bà Hai? Con nuôi. Con nuôi. Bà kia thì em hỏi sao anh là từ hồi đó cho anh có mấy đời vợ rồi? Con đời một rồi nè. Phải không? Ừ. Từ hồi thanh niên là gặp chị này hả? Ừ. Con đời một rồi, còn cái mấy em kia ông hết vô làm thì đóng bộ viên nhá. À rồi chị bao nhiêu đời chồng rồi? Có được hai chồng rồi. Có người cha của bé này mấy anh này thôi đúng không? Là hai thôi đúng không? Ừ, có hai đời à. Tôi đâu có thấy gì đâu. À. Sao nói vậy cho ông mới giới. Ừ. Rồi giờ là chỉ có... Ui, cái dáng này nó mục dữ lắm. Ờ. Rồi anh là giờ đi làm tùm lum tà la vậy đó hả? À. Còn chị là không đi làm được. Không, nó đi giặt đồ người ta, nó bệnh rồi. Hai ngày nay là ở bệnh rồi, nó không đi giặt đồ. Hôm nay chị bị bệnh gì? Mới bị sốt quá, ngung niềm niên đạnh ngung quá. Rồi nó đồ xong xong mới xong này đó. Nhà ngoại ngồi cho nó thoải mái. Sốt hả? Dạ. Không có tiền uống thuốc luôn á hả? Mà mới nhìn ta được rồi, ông này bằng 40 ngàn mua thuốc uống lấy rồi. Còn ngoại thì uống 2 lần rồi, còn 3 lần nữa. Ngủ ở đây gió mái dữ không? Thì gió cũng gió dữ lắm mà cũng đỡ hơn cái trên. Mưa tạt dữ không? Không, mưa ít có tạt. Nhưng mà mình đâu có được ở gầm cầu như vậy, mình có bị người ta la không? Không, không ai la. Vậy người ta cũng thương cho ở á. Không ai la đâu. Đâu có được sống lang thang chui xuống gầm cầu như vậy. Vậy mà cũng ở được 20 mấy năm rồi. Bởi vì mình có công sức ở trong này, mình xuống đây ở. Tức là ngày xưa anh làm công nhân của cái cầu này đúng không? Công nhân làm của cái cầu này rồi bắt đầu là anh biết cái chỗ này không có ai ở thì anh chui xuống anh ở luôn đúng không? Không, thầu tôi ở này nữa. Nó còn làm trên kè nữa nè. Mà hỏi thiệt nè, anh đừng buồn nha. Hả? Anh nhậu nhẹt gì không? Không. Không, không nhậu đâu. Rồi có cờ bạc gì không? Không luôn. Không phải gì hết, tại vì tụi em từng giúp nhiều không có. Nếu mà tôi á quýnh cờ bạc trời đánh tôi liền.
tôi không biết nhậu mà không biết quýnh bài luôn. Chỉ lo làm ăn thôi. Lo làm ăn. Ý là đừng buồn tại vì tụi em giúp nhiều cái hoàn cảnh rồi, cũng có những hoàn cảnh ở gầm cầu nhưng mà sau đó thì cô chú phản hồi không có tốt. Nên là tụi em rất là sợ. Biết biết. Tiền của Mạnh Thường Quân giúp nó không đúng chỗ. Đúng rồi. Cho nên là thôi hỏi thẳng để cho anh trả lời một lần như vậy để cô chú anh chị biết. Không có đâu, dễ gì không có nhậu đâu. Chứ còn khi đăng lên thì hàng xóm bà con là biết hết à. Cho nên là có nhậu đâu, có dễ gì. Mai bạn nó nếu mà tôi giấu tôi bước ra lên lộ xe đụng tôi chết liền. Rồi, được rồi. Không có, để đi chồng tôi biết thôi chứ mà. Nhưng mà cho em hỏi thăm một chút á, thì cái bé này có bầu này bây giờ anh có biết một cái manh mối nào hay là biết là cái người cha của bé này không luôn? Không biết ai đâu, không biết. Nó đi chơi nó chỉ bên đó hoài đó mà không biết là ai luôn. Sao không hỏi thử hàng xóm? Hỏi tao quýnh ông chết luôn á. Ở đây nó rồi có hỏi bé này xem là ai không? Không luôn. Nó không biết là mẹ mà cũng không hỏi luôn hả? Không. Nó nói không biết ai đừng á, còn niềm anh biết ngay. Em gái ơi, em tên gì? Thấm. Thấm hả? Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Nó 27 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Nói đi chút, cô chú anh chị giúp cho tiền đi khám thai. Nó đi ngồi 27 tuổi. 27 tuổi rồi. 27 tuổi. Ừ. Rồi cái người làm em có bầu đây bao nhiêu tuổi? Không biết hả? Không biết dễ vậy, bằng đêm mà. Lúc nào ban đêm hả? Sáng hả? Để cho bé nó nói thử thôi. Sáng lúc đấy mấy giờ? Mấy? 5 giờ. 5 giờ sáng hả? Lúc đấy đi đâu mà người ta đi chơi hả? Rồi người ta làm gì? Đi chơi xong người ta làm sao nữa? Người ta nói như thế nào mà cho người ta? Nghe không được đâu. Có nghĩa là người ta cho kẹo hả? Ừ. Người ta cho bao nhiêu? Cho 50 ngàn. Rồi người ta nói sao? Người ta cho 50 ngàn xong là người ta đè ra thôi hả? Đè ở đâu? Người ta dẫn vô, có vội dẫn vô nhà trọ không hay là ở ngoài đường? Ngoài đường á hả? Lần này bị ở ngoài đường luôn chứ không phải là bị ở, là người đấy lớn tuổi không? Nhỏ hả? Nhỏ khoảng bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi ba em không? Nhỏ hơn hả? Là người đấy có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi ngừng. Em nó biết mà. Là người đó là dân ở đây luôn hay ở đâu? Người đó là dân ở đây luôn. Người đấy làm nghề gì? Hả? Người đấy đi bán vé số hay đi lượm ve chai hay là làm cái gì? Đi lượm mấy chai. Rồi quen người đấy như thế nào? Không biết đâu. Có nghĩa là hôm nay em đi đâu mà em gặp người đó? Đi chơi. Ừ. Rồi người ta gặp, người ta cho 50 ngàn. Không ấy. Người ta có cho tiền không? Không. Rồi người ta nói cái gì mà em cho người ta? Người ta nói cái gì mà em cho người ta? Người nó lôi về đẳng hả? Nó lôi về đẳng xong nó đè ra hả? Rồi có la lên không? Vậy là không la luôn. Sao 5 giờ sáng mà còn đi chơi nữa? 5 giờ chiều hay 5 giờ sáng? 5 giờ sáng. Sao 5 giờ đi đâu mà 5 giờ sáng? Đúng rồi, đi đâu? Đúng rồi. Đi lượm ve chai hả? Có nghĩa là cũng đi lượm ve chai. Vậy là đồng nghiệp rồi đúng không? Vậy là cái người mà làm em có bầu là đồng nghiệp cũng lượm ve chai giống em. Vậy là đồng nghiệp. Rồi người đồng nghiệp ấy tới nhà chơi lần nào chưa? Chưa. Chưa hả? Sao không kêu người ta cưới đi? Người ta có chịu cưới không? Không. Có biết nhà người đó ở đâu không? Dưới đây hả? Cái ông ở dưới sông á hả? Cái ông đó là bao nhiêu tuổi? Lớn hơn ba hả? Vậy là chắc là phải ông khoảng 60 tuổi. 60 tuổi chứ ông ấy tóc bạc chưa? Chưa hả? Lớn hơn ba luôn. Nếu vậy là chắc là các ông đó là 60 tuổi rồi. Khi mà hỏi á thì mà nếu như mà nói giờ nó không biết, giờ anh nói giờ tôi cũng không hiểu luôn. Qua nói chuyện thì em vẫn biết là nếu mà em muốn tìm thì em vẫn tìm được ra người đó. Bây giờ em nhớ nhà của người đó không? Bây giờ nhớ mặt người đó không? Bây giờ nếu gặp người đó em có biết không?
không biết luôn nó không biết mà đó anh nó không biết nhiều gì luôn. Nhưng mà anh tính sao bỏ qua vậy luôn hả? Chứ biết sao vậy, biết ai vậy? Đẻ nuôi chứ đâu có bỏ được đâu. Đẻ nuôi rồi có tiền nuôi không? Người ta thì, giúp người ta vòng vòng đi, người ta cũng giúp đỡ đó chứ. Trông chờ vô mọi người thôi. À. Mai mốt á, sau khi mà bé nó đẻ xong á, mà được ai giúp đỡ á, thì đưa đi chích thuốc. Để cho hoặc là sử kế hoạch gọi là kế hoạch đó, kế hoạch luôn. À. Mình không có để tình trạng này nữa. À. Tiêm viêm thật. Tại vì bây giờ ba người là đã rất khổ rồi, thấy cảnh nó gầm cầu khổ chưa? Dạ, đã khổ vậy rồi là thì phải biết luôn đó. Mà ngừa trước. Dạ. Ha, đừng có để cho sinh nữa. Dạ. Sinh ra rồi khổ mà hiện tại bây giờ là bé nó đang bị khờ nữa. Biết dạ. Con nó có bị di truyền hay không nữa. Nếu như thêm một người khờ nữa là lại khổ nữa. À. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là tụi em khuyên thật. Sau khi mà sinh xong á, bây giờ thì đã hình thành sinh linh rồi thì mình không có bỏ bỏ rất là tội. À. Cho nên là giờ cũng ráng nuôi, nhưng mà sau đó đó thì kế hoạch lại đi nha. À, rồi. Bây giờ mình ra đường trước để ngồi cho nó phải ngộp này. Bây giờ ngộp quá, đi ra đi, kéo nhau ra đường trước ngay chỗ cái võng ấy ngồi. Chứ ngồi trong này em ngộp quá. Trời ơi, ăn uống xong rồi chén bát để đây, đúng rồi, ngồi đó, đúng rồi. Ra đây đi bé. Ngồi kế bên đấy, đúng rồi, đúng rồi. Mai mốt quá khỏe lại dọn cái chỗ này lại nha. Dạ, dạ, dạ. Mấy cái nồi gì đây? Không có đây cơm hay gì đây? Cơm. Đó nồi thuốc nam. Tắm hả? Dạ. Giặt hả? Dạ. Bây giờ nước là nó không có lớn vậy thì sao đi tuốt xuống dưới kia hả? À, mà nước tối tối nó lớn rồi sáng nó đầy ối chân rồi giặt đồ dữ. Ừ, ghe đó của ai? Của tôi mà nó hư rồi, bỏ rồi. Rồi anh chị có đi ghe để bắt cá, bắt cua gì không? Cái đó hả? À, cái đó đi lượm đồ mũ á. Hồi xưa là lượm đồ mũ. À, bây giờ hư rồi đâu đi được đó. Có bữa nào thiếu cơm, thiếu gạo, không có đồ ăn luôn không? Có được không? Hết gạo rồi kìa. Ủa, dạ. Cùng gạo đâu? Kìa đó, lưu gạo đó, tao mới cho nữa đó. Không có mua một nào nha. Anh sống ở gầm cầu là 27 năm rồi. Thì cái thời điểm mà anh sống ở gầm cầu đó anh đã gặp chị chưa? Cũng gặp rồi. Ở lúc ở đằng kia kìa. Lúc đó là quen biết thôi đúng không? À. Rồi lúc mà anh ở gầm cầu này thì bé này bao nhiêu tuổi? Nó còn nhỏ xíu à. Nó còn có mấy 3 tuổi à. 3 tuổi. À. Mày ở đây nhỏ nhỏ nữa mà 3 tuổi. Ồ vậy chứng tỏ là hai vợ chồng là ở với nhau cũng lâu dài phết đấy chứ nhỉ? À. Là 27 năm ở gầm cầu hả? À. À. Mà lúc đấy là bé này 3 tuổi. À. Ừ. Tới năm nay bé này 27 tuổi. Ừ. Vậy là khi anh ở được gầm cầu được 3 năm thì anh gặp mấy đứa vợ con này về ở cùng. À. Ừ. Ôi nhìn cái chỗ này nó nói chung là chị cũng hơi cờ cờ xíu ấy, con cũng hơi cờ cờ xíu cho nên chắc cũng không có dọn dẹp gì cho nên cái chỗ này nó mới nó dọn dẹp đâu, tôi dọn dẹp á, lúc này ra đang đi làm hồi sáng giờ. Ừ. Đi làm mướn người ta được nhiêu được chứ cái sao vậy? Mỗi một ngày anh đi làm vậy anh được bao nhiêu tiền? 30,000 là hết lóc rồi đấy. Nãy em mua đồ. Ờ, ta mướn đâu có nhiều đâu. Ta sao đây công mà ít dữ vậy? Ờ, người ta ở đây nó mướn vậy đó. Mà không bằng thôi. Có đi phụ hồ không? Đi phụ hồ mà rẻ quá, đi phụ không nổi. Phụ hồ ở đây được 300,000 ngày không? Không, 250. 250 hả? Ờ, đứng ngoài nắng thấy bà luôn. Phải ráng làm chứ còn có bị bệnh gì không? Không, tôi thì đi bắt ếch đó, bây giờ kìa. Không mạnh mẽ lắm luôn mà. Lội động hoài nè, anh thấy cái giò tôi nè. Không, nó mặn hoài rồi. Móng giò đang thui trong quất. Mạnh mẽ thì phải đi phụ hồ, được 250 một ngày nó đỡ hơn 30,000-40,000 chứ. Mà cơm ra mà anh tính là đồ ăn, đồ uống nữa, đường xa ta kêu chịu tiền vô đó nữa. Ta chở đi á. Đi xa quá. À, ở đây giờ không còn mà chị mà. Chị một ngày làm được bao nhiêu tiền? 50 ngàn. 50 ngàn một ngày á? Làm từ mấy giờ mấy giờ? Mình 9 giờ về về tới nhà 9 giờ. 9 giờ sáng hả? 9 giờ tối. 9 giờ tối. Rồi hôm nay không đi làm à? 3-4 bữa ngày. 4 bữa nay là nghỉ làm hả? Là công việc chính của chị là đi dọn dẹp nhà cửa hả? Dạ. Giặt đồ hả? Làm cho mấy nhà giàu giàu hả? Dạ, giống dòng mấy ai mướn giặt đồ nó kia là giặt. Sáng là kêu vậy rồi không nổi luôn, nằm luôn. Ừ. Không được kêu luôn. Rồi chưa biết bé này là khi nào sinh luôn. Chưa biết. Rồi là tính là sinh là cũng ở đây luôn. Rồi ở đâu vậy? Ừ. Bây giờ ông già vợ thì khó. Ông già vợ ở đâu?
trong túi trong kia kìa. Ông già vợ có biết là cháu có không biết rồi, mà biết rồi. Nói không biết rồi, cho qua rồi không biết rồi. Thế ông cũng không nói gì luôn hả? Không. Nói lại rồi ông rồi. Sao hai bên gia đình nhà mình không có ai có nhà, có đất gì hay sao? Trời ơi, đất của ông ở ở nhà người ta nữa. Không, còn chết rồi mà nhiều mà mướn không không đó. Bên nhà chị cũng không có, bên nhà anh cũng không có luôn. À, không. Mà mướn không không á. Ừ. Có nhiều mướn không không? Ừ. Phải có nói gì không có, phải nói mà mướn không không? Cuối cùng là cả hai bên đều khổ cho nên là sống cầm cầu hết. Dạ. Rồi anh chị hồi trước là quen nhau có làm đám cưới không? Không. Không, tự mình thương, mình dắt, mình lo, mình sống à. Ừ, thương nhau thì dắt bên nhau về chui gầm cầu ở thôi đúng không? À. Ừ. Chứ không có cưới hỏi gì luôn. Không. Giờ chắc không có giấy kết hôn đúng không? Không. Rồi bé này chắc là từ nhỏ lớn không được đi học đúng không? Không. Nói vậy đâu có dám đưa đi học đâu. 27 năm sống gầm cầu mà cái cầu này làm bao giờ? Hiện tính là hồi năm 2003 tới giờ đó. 2003 á hả? À. 2003 năm nay mới có 20 năm à? Đúng không? Cái cầu này 2003 trước thời gian hay mà là năm 2003 mới đổ móng à. Ừ. Chưa có lên cầu này nữa. Ừ. À, vậy là cũng 20 năm, hơn 20 năm rồi. À. Mới đổ cái móng mà chưa có lên cầu. Vậy là gia đình gọi là có truyền thống sống gầm cầu. À. Ngoài sống gầm cầu ra còn sống ở đâu nữa không? Không, sống đây không à. Ừ. Hồi đó là còn trai đi tứ xứ. Ừ. Đi bằng mướn. Rồi anh đã về thăm gia đình nhà vợ chưa? Có, vô hoài gì. Vô hoài luôn hả? Ừ. Rồi cha mẹ vợ có chấp nhận không? Chấp nhận. Ừ. Rồi anh có đưa chị về thăm gia mẹ chồng chưa? Hồi mới ra sáng nè, anh về. Hồi nào muốn ra nha. Bà mẹ vợ hả? Dạ. Bà mẹ chồng chứ? Không, bà già, bà chồng chết rồi. À. Mẹ ruột của chị là mới ra hồi sáng xem con thế nào hả? Xem con cháu thế nào hả? Bà ra ngoài à. Ừ. Mời bà ra nữa nè chứ. Ra chơi hay là ra làm gì? Ra chơi. Ra ngoài này chơi. Em bụng mà ba cũng buồn, cũng không làm gì hết, ra nhà rồi ba đi ra thì ba gì. Ở gầm cầu đây tính là đang ở thành phố đi chứ, đang ở thị trấn đi chứ. Trời ơi, ở thị trấn đâu? Có nhà thị trấn. Ở đây là thị trấn đâu? Đây là thị trấn mà. Không, thị trấn dưới kia kìa. Thị trấn nó nằm dưới đất đau chứ. Chứ đâu phải đây. Đây cũng là trung tâm mà, trung tâm huyện hay xã gì mà. Xã? Xã Cần Đăng. À, xã Cần Đăng. Trung tâm xã. Tết nhất tới rồi sắm sửa gì chưa? Tiền bạc đâu sắm. Trời ơi, không chết rồi. Anh thấy trống lỏng trong lơ hả? Không luôn. Đồ đạc nhiều quá, dọn bớt đi, những cái đồ này mình nhặt về hay sao? Không, người ta cho, ta cho mà. Cho bán cái đồ bầu nhớ này bạn nè, nhớ mấy đồ đồ đạc ta cho không, quần áo bán cũ cũ người ta cho nè, ít bữa ta cho nữa nè. Ta đem lại ra thấy thấy chứ tao không nói. Rồi em nói nghe, đến đây mà không mai, không mai muộn lộn đi. Không mai người đến luôn. Nói đồ của người ta bắt đầu ta Tết người ta cho. Không có mà không có mua nào. Không có nói rồi, mình mua tiền đó mình mua. Chiều nay mình ăn cơm với gì? Ăn khô đó. Khô đâu? Khô trong tủ rồi lắm đấy, khô ra chú coi lắm. Ừ. Vậy là chỉ cơm mới khô thôi hả? Dao nãy nào tôi dám không mà quan tâm. Đau. Chừng nào khỏe lại nhớ dọn dẹp nha. Dạ dạ dạ. Nãy nãy dọn mình bon rồi anh miệng rồi. Anh nhớ đi. Không phải. Chúng là mấy năm trước tới đấy. Là rồi mỗi dữ lắm đó. Nè, khô nè. Khô này ở đâu anh? Khô này hả? Ừ. Khô người ta cho hả? Người ta cho. Chứ có tiện đâu hả? Còn cái bịch kia là bị gì? Xương cá. Xương. Xương khô hả? Xương khô. Giống như cái là cá người ta lọc xương ra để người ta làm cá khô thì người ta còn giữ bộ xương lại, người ta cũng phơi khô luôn. Là người ta cho hay là xin? Là cho. Cho. Anh em ra tới chỗ cho luôn. Cho không có xin ai chứ. Là gia đình ăn có mỗi cái đó thôi. Giờ muốn làm em cho cháu không có ăn cơm đâu. Trời ơi trời. Là cả gia đình là tắm rửa dưới sông luôn. À. Là tối lại là xuống tắm à? À. Tối mới đi tắm. Tối mới đi tắm. Ừ. Chứ bằng ngày người ta. Rồi nước ăn nước uống là mình cũng múc dưới sông luôn hả? Nước uống dưới sông luôn. Múc lên lóng uống. Lóng dưới đây xuống luôn xuống uống luôn. À. Cho xem bên này là cái gì đây? Cái này là chén bát hả? Nước mắm hả? À. Mắm chén, muối. Chén bát ăn này là chưa rửa hả? Lâu chưa đây? Để lâu chưa đây? Hôm qua nay đó chứ. Ăn hôm qua nay chưa rửa. À. Nó đau rồi đâu dám cho nó rửa. À. Ở
Ghẻ là dọn bằng thịt bon à, cái tôi đau không có dọn nổi đâu. Đau không dọn nổi hả? Đau dọn nổi. Cái này theo như em nghĩ là nó từ xưa đến nay nó vẫn vậy đấy chứ, chứ đâu có dọn dẹp gì đâu. Hả? Rồi quần áo đây là mặc là để một tháng giặt lần hay gì? Đâu có, nó mới đem ra hôm qua đó. Mới đem ra mà nhiều vậy hả? Hả? Ghẻ trong phòng mà chuột nó bưng dơ, nó là giả, chưa dặn nổi. Thế em thấy giờ giống như để lâu quá rồi không giặt không? Đâu có, nó chuột nó bơi trong thùng á. Để trong thùng nó bư tùm lum đi. Vậy là hôm nay là chưa có biết đi khám lần nào, cho nên chưa biết bé này khi nào sinh luôn. Chưa, chưa biết. À, có một câu này em hỏi anh nó hơi tế nhị chút xíu ha. Dạ. Tại em nghe người ta nói thôi. Em nghe mọi người xung quanh có một vài người nói thôi. Là người ta bảo là bé này là con, có con là con của anh. Không phải, nó chỉ bệnh á, nó nói không phải, đòi hỏi nó đây. Nhưng mà sao người ta lại nói là bé này là à, người ta nghi ngờ vậy đó. Người ta nghi á hả? Người ta nghi ngờ, cái miệng người ta nói gì. Trai ghẻ mà ở với con ghẻ. Hỏi vậy nè. Ta nghi ngờ vậy đó. Không lẽ người chồng tôi ở, con mẹ ở với con tôi. Không lẽ tôi đâu phải, tôi cầm chén trước tôi ăn đâu mà làm gì. Nhưng mà cứ ngu ở với con. Có nghĩa là vẫn có người nói đúng không? Mà ta nói là đồn vậy thôi. Người ta đồn. Có ai người ta nói thẳng mấy anh không? Ta gặp ta nói thẳng hoài vậy, tôi hôm nay là mấy bà nói bậy rồi sau này mấy bà đừng có trách đó. Bây giờ nếu muốn biết thì chỉ cần xét nghiệm là biết à? Để là cứ báo, không biết báo ai mới được à? Chứ đừng có những cái. Nhưng mà khi mà chị ra đường mà chị nghe người ta nói là chồng mình ở với con gái mình ấy, thì chị có nói gì không? Mới nói mấy bà như vậy, mấy bà chồng tôi ở, tôi không để ở với con tôi. Nhưng mà chị nghe vậy chị có buồn không? Không buồn, tôi giữ luôn á. Mấy bà sao trong nhà cũng chuyện đau mà, lo chuyện đau mà. Ở đây nói đời nói gì đó. Nhưng bây giờ em nói cái trường hợp mà xấu nhất là nếu như khi mà sinh bé này ra mà ví dụ như xét nghiệm mà cùng máu mấy anh thì sao? Cũng là trẻ con. Tôi chịu trách nhiệm hết. Ông này chịu trách nhiệm hết luôn à? Ông là nhỏ nhỏ luôn. Là chịu trách nhiệm như thế nào? Là nuôi cái bé này suốt đời luôn hả? Thì nuôi thì nó là bình thường rồi. Nghèo là tình đúng luôn. Đã nó đi chơi một mình anh ở bên kia. Hỏi nó, mấy anh kia cũng quay hỏi nó ở đâu. Cũng chỉ bệnh. Tôi nói là bỏ đồ ông này, lâu rồi. Nói thiệt, phải tôi ở với nó là tôi bỏ trốn mất tiêu rồi. Không ngại lại lắm rồi. Đúng không? Nhưng mà có không? Không. Không có đúng không? Đúng rồi. Tôi ngủ với em rồi, nghe em đó. Nghe mọi người nói cho nên em mới hỏi cho chắc cú thôi. Người ta cái vậy là nói không gì? Phải là em nghe nói mà là anh cũng được nghe nói rồi đúng không? Rồi chị mà cũng được nghe nói luôn. Nghe nói rồi cho rồi. Nghe. Giờ khi nghe vậy thì gia đình mình có buồn không? Người ta nói tôi buồn chứ. Nhưng mà anh chắc chắn là không có đúng không? Không có, tôi nói thiệt, tôi cầm trên cơm ăn chứ đâu phải ăn chén trước đâu. Tại em nghe đồn vậy đó. Thì người ta đồn vậy đó. Bé. Bé. Có phải không? Hả? Không phải hả? Đó. Này nếu muốn biết phải không, khi bé này sinh ra làm xét nghiệm là biết à? Chứ đâu mấy này mình đâu phải mình nói giỡn. Mình đi đẻ người thẳng báo mới biết, báo ai mới biết. Thế chưa có biết ngày nào. Nhưng mà là lúc bé này có bầu thì nay bé 27 tuổi rồi thì cũng đâu có ấy đâu. Nhưng mà mỗi cái là nó hơi mấy bữa trước nó nói là mấy mẹ thi nó nói là nó đau nữa nữa ra. Nó nói nó đau bên đây nè. Ở phương bên nè. Rồi lại miễn nó ra không mà nhà thôi bà. Nhưng mà ngoài ta khám mà nói đâu có thai rồi. Tại em nghe mọi người đồn. Ở đây có chuyện gì, ở đây chém chết nó cũng đồn ầm ầm ầm. Cái chuyện không có nó cũng đồn lên cho có. Ông đi mình nói nhà sáng đi nói nhà đâu. Em nghe đồn là bỏ chứ bây giờ cái ông đấy là làm cho đứa con gái của vợ có bầu. Thì người ta mình đời mà, ai nói không được. Thôi không phải là được rồi. Hứa ha, không phải ha. Không có phải là tôi trốn mất tiêu rồi. Sao phải trốn? Thì tôi phải sợ tôi trốn rồi. Ông sợ lại con ổng thì bỏ tù này, sợ bỏ tù ổng. Tôi trốn mất tiêu luôn á. Đâu, nếu như hai người mà đồng ý với nhau thì đâu có sao đâu. Không. Không được. Coi mày làm bậy được không? Làm bậy người ta giết mình đó. Nói trời. Chung là em chỉ hỏi thử vậy thôi. Ta em nghe người ta nói chứ em cũng hỏi vậy thôi ha. Có nghe. Gì đừng có buồn ha. Buồn cái gì? Ta ở đây ta đồn á. Ta hỏi tới tôi luôn. Hỏi luôn đó hả? Nó hỏi sao? Nó nói ông nội ông ở với con ông cái gì? Tôi mấy bà nói tầm bậy rồi đó. Đã nói là người ta đi tới đây ta quay hỏi là chỉ bệnh không?
Rồi rồi, để em nghe mọi người nói vậy cho nên em cũng tò mò em hỏi thôi. Trời ơi, nghe miệng đời người ta nói mà anh. Thăm anh chị, tìm hiểu hoàn cảnh dịp cuối năm này thì gửi cho cái món quà nho nhỏ thôi để mua sắm Tết. Với lại mua thuốc men cho chị ha. Rồi nếu như được thì đưa đi khám thử coi bao nhiêu tháng rồi mình biết mình dự trù lúc mình sanh nữa. Thì cái này em có cái món quà nhỏ thôi của cô Julia Kawa là 1 triệu và Trần Hoàng Phúc là 500. Cũng để mua thuốc cho vợ con. Chứ bây giờ tôi ăn uống gì? Mua thuốc cho vợ rồi đưa bé này đi siêu âm. Coi coi là bao nhiêu tháng rồi nha. Rồi.